anh ra sắp ngăn cản, không có cho em quen luôn. Có lợi nét ông này đang mặt. Đúng rồi. Trời. Hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn. Tới bây giờ luôn. Vậy đó hả? Trời, lúc nó nóng lắm em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chạy em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô đi toilet thì em cởi áo ra. Xong rồi chứ chạy về hồi đã quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Ảnh hay thải bơm. Thải bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của ảnh là thôi. Ảnh coi như thú vui và thả liên tục vui. Làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhưng mà nhiều lúc bực mình lắm chị. Ví dụ như ảnh đang ngủ mà em không thức vẫn thả được luôn. Anh Quốc Thuận, chị Hùng Vân, em tên là Lê Thành Trung, em đến từ thành phố Tây Ninh. Hôm nay em 26 tuổi ạ. Em làm việc ở Vinhome Central Park. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao. Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên, em đến từ Phú Yên nhưng mà làm việc ở Sài Gòn. Hiện em đang làm công việc thư ký công trình. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 năm. Em quen anh của vợ em trước. Hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau. Xong là khoảng 1 năm sau là vợ em mới ở dưới Quyên vào đi học. Mới tình cờ là ở chung xóm trọ luôn. Mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa mà đen đen lắm. Nhưng đen có cái nét dễ thương. Lúc đó em nhìn liếc liếc hoài à. Liếc liếc hoài. Thế còn em nhìn ảnh, em có liếc ảnh không? Dạ, hồi đó là em mới vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ lắm. Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trời ơi, 18 tuổi. Đủ đẹp lắm nè. Dạ, lúc đó thì em cũng chảnh lắm, không thèm nhìn lại anh này. Trời đâu, chảnh không lắm để ý luôn. Rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau? Tại vì cái phòng của anh của vợ em lúc đó là phòng tới ba người con trai lận, mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi. Mà phòng em lại có gác lửng nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á, mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha. Cũng có hỏi gì đâu mà tự nhiên nó không có gì đâu, đúng không nào? Đó. Dạ. Bây giờ có gì đâu sao ai biết được. Đúng rồi. Anh của em á là muốn né hai cái người kia. Dạ. Gửi qua cái người này ai về dính người nào. Người tính không bằng trời mà tính. Lúc đó trong xóm trọ em á là tới hai ba người đấy vợ em lận, mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng, nhắc cự ly nhì tốc độ mà ưu tiên hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở trong nhà đó, rồi mỗi lần mà leo lên lầu á rồi hai đứa có thường xuyên vai chạm nhau rồi nói không gặp nhau ở trong nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì gì không nói ánh mắt vai chạm nhau, ánh mắt vai chạm nhau. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là gái. Không, lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước dễ thương nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà lúc đó thì anh em vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào. Hồi đó ảnh đào hoa lằng nhằng gái của tùm lum hết nên khi mà biết vậy á là anh ra sức ngăn cản, không có cho em quen luôn. Có lợi ghét ông này ra mặt. Trời ơi. Trời. Hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn. Tới bây giờ luôn. Vậy đó hả? Dạ. Lúc đầu là thân, hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được một hai người bạn gái hồi đó của em luôn. Rồi ảnh trong cái những cái cuộc nhậu vui ảnh còn kêu là sau này em gái tôi vô tao làm mai cho. Còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cấm cản luôn. Sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại đi chơi nhiều hơn nữa. Rồi anh sao có phát hiện nữa? Sau này là ảnh phát hiện hình trên Facebook. Rồi sao nữa? Kêu vợ em về ở chung với ảnh với vợ ảnh để anh quản lý cho nó chặt hơn. Nhưng mà là chung cái xóm trọ gần nhà em luôn. Gần cái phòng của em luôn. Dạ cũng gần phòng đó luôn. Lúc đó anh ở đầu phòng, em ở cuối phòng. Ở lại thì sao, nói nghe coi. Lúc đó là cứ lén lút nhắn tin qua lại vậy thôi chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi, tại ảnh quản lý luôn rồi. Lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho chứ không là ở nhà học bài không à. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng rồi ảnh đột nhập qua em này không? Thôi em kể luôn đi. Là có đúng không? Có đúng không? Có câu chuyện gì là tại vì cái câu chuyện này á là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể mà rồi. Hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây, anh em không biết đâu. Bí mật không biết đâu, giữa cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ở ngoài Phú Yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Em nói vô đây đi, em nói vô máy. Là cái lúc mà anh chị còn ở trên này á là anh chị ban ngày thì đi làm. Cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Phòng trọ lúc đó nóng lắm em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô đi toilet thì em cởi áo ra.
Xong rồi chứ chạy về hồi đã quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không, chị đánh không đánh mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em, sao anh để quên cái áo bên này. Lúc đó là trong xóm trọ có một cái người bạn mà thân với em lắm. Người bạn này thì cũng ổn mỉm xíu. Đó em mới nhờ luôn ơi mày qua mày nhận giùm tao đi. Bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao. Là cái cậu này nè, cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé Tiên, anh với vợ em á. Là cái áo này là của anh đó. Rồi bị la một trận, la một trận giùm em luôn, bị la. Vậy đó. Vậy phải cảm ơn cái bằng ủng hiểm đó. Nhưng mà rồi cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không? Dạ. Em vứt luôn, không dám mặc cái áo đó nữa. Phải luôn chứ sao? Mặc cái loài đó. Tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 6 năm. Cưới nhau mới khoảng 6 tháng à. Son quá. Nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em? Em chưa chinh phục được, mà anh chưa chinh phục ba mẹ vợ em. Vậy là câu chuyện này mới xảy ra thôi chứ đúng không? Dạ. Vậy là từ trước tới giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như như lúc trước nữa. Đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó thân dữ lắm. Đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn. Nhưng mà bây giờ nó... Sức mẻ một chút rồi phải không? Chút xíu thôi. Ừ, vậy thôi nhân dịp này đi. Đó, nhân dịp này đi. Nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không? Đồng thời bây giờ là anh vợ của mình. Dạ, em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về Phú Yên. Và em sẽ muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa. Có những cái trận mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy. Tính ơi, nếu mà Tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân. Bởi vì dạ, chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa, phải không nào? Dạ. Đầu tiên. Thực ra thân nhau rồi á thì chị nghĩ vậy nè, đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Dạ. Tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó, thay vì á bớt lén lút lại nói từ mí cho ảnh á, nhiều khi ảnh không tự ái lén tới 5 năm lận em trời mới lòi ra ông. Thế cũng hơi bị hụt hẫng do khoảng cách á, khoảng 5 năm ảnh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện. Thì đó bởi vậy thay vì đáng nhiên ta phải nhắn tin thường xuyên đờ. Nó nghe nè, hai đứa cưới nhau về là 6 tháng còn quá son rồi đúng không? Mày chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không? Cũng có. Dạ có. Dạ, anh có trời sao phần này thấy chưa khí thế liền cho đến cái phần này nó tay cái nào. Em á nha, lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa. Kêu hơi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tò mò quá, gì Binh hỏi luôn đi. Chị mời Binh quá. Hai đứa mình nhiêu tuổi rồi? Em 26, vợ em 24. 26, em là 24. Anh cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không hay là nó bình thường? Đêm tân hôn đặc biệt lắm. Tại đám cưới em có hiểu câu hỏi của anh không? Đặc biệt hay là bình thường? Đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt. Nghĩa là ý anh Thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn đó. Ý ảnh là vậy đó. Thấy chưa, người ta chưa có hiểu mà. Nó để chồng nói đi, Tiên Thuận nói mắc cỡ lắm. Không có được, xin hoài mà không có được. Là đêm tân hôn hay là trước đó? Trước đó. Là giữ gìn luôn hả? Vợ em không có cho. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn hả? Trời ơi, Tiên hay quá, Tiên hay quá. Trời ơi. Rồi, như vậy, cái đêm tân hôn xin cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Thế vậy? Dạ, tại vì trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Dạ. Thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn, còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi, chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn. Dù là đó mình cưới ở ngoài Phú Yên á, là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn. Rồi ba mẹ cũng hỏi ủa sao cưới sao không ở chung với vợ, mà vợ kêu thôi anh đi theo ba mẹ đi. Hôm nay em bị bệnh rồi. Là không có ở trong cái phòng nguyên ương luôn. Không ngủ luôn, em kêu trời 6 năm rồi cũng không được rồi. Thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả? Là bị chọc, bị người nhà, ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời. Cưới mà không có động phòng. Xong rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó. Rồi tuần sau mới được á. Thôi nhầm nhò gì, 6 năm còn chờ được đúng không? Chứ 6 ngày đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, sao mà em giữ gìn được hay quá vậy? Tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy. Tại vì lúc đó ba mẹ rồi, anh chị cũng ra sức ngăn cản. Thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu. Nên anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho.
kiên quyết không cho. Dạ. Nói chung cũng có xinh gì cũng hiền lành á, chứ gặp đứa nó không cho nhiều khi nó cướp. Đúng không? Nhưng mà hiền, cái mặt mày thánh thiện, mặt mày thánh thiện nè. Tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi xa quá, lỡ mà không có đến được thì cũng tội cho vợ. Thôi vậy là tốt rồi. Nhưng mà bữa ở Tây Ninh được rồi là mỹ mãn không? Mãn nguyện không? Rồi đó, mãn nguyện là vui rồi. Mãn nguyện là vui rồi. Bây giờ cưới nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không? Càng mãn nguyện hơn nữa. Hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh. Dạ. Là bây giờ thì còn cái gì nữa không? Nóng tính. Cái mặt gì mà nóng đó hả? Vợ em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là bị cái gì đó, y như kiểu mà dặn cá chém thớt cái đó. Về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá, quạo quát em luôn. Rồi, bây giờ tới em. Dạ, anh ấy có bị bệnh hôi chân. Hôi chân? Dạ, đúng rồi, hôi chân lắm anh ơi. Tại vì cái tính chất công việc của ảnh là mang giày thể thao á, cả ngày nên tối về á, mấy bữa nay trời lạnh nữa, lại làm biếng tắm, làm biếng rửa chân, thế là lăn vô giường ngủ luôn, em chịu không nổi. Cái ngủ chế là lấy hai tấm mắm làm cho ông kẹp vô cái chân ổng đi, hết hồi chân thành hồi mắm. Lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm, rửa chân ngay cho em rồi mới được lên giường. Còn không là hai đứa không nên được ngủ chung đâu. Nhưng mà có rửa thường xuyên không? Dạ cũng có, lúc trước cũng rửa, nhưng mà sau không? Này thì trời lạnh thì anh lại làm biếng. Mấy bữa nay trời lạnh làm biếng. Còn cái tật gì nữa không? Dạ có, ảnh hay thả bơm. Thả bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của ảnh là thôi, ảnh coi như thú vui và thả liên tục. Vui. Làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi, ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được? Em chỉ biết xấu hổ. Bộ bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả lúc nào. Mỗi lần đi xe trên đường anh thở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết. Đúng rồi, vậy là biết. Dạ đúng rồi. Vậy là hệ tiêu hóa tốt ha. Tốt. Nhưng đó. Mà nhiều lúc bực mình lắm chị. Ví dụ như ảnh đang ngủ mà em còn thức vẫn thả được luôn. Cái thả mà thả trong giấc ngủ luôn á. Nhưng mà mình không nợ đánh anh đâu, vậy. Anh đâu có biết đâu. Hại tức rồi. Em đâu, đó là cái cơ địa của mình đâu có biết được. Gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi, mình không có, không có xếp được tật xấu rồi. Xấu là chỉ có cái vụ này thôi bê bối. Dạ. Phải ngâm. Đó. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi, vợ em mua em cho tới 5 đôi vớ lận, mỗi ngày là một đôi. Thôi quá là em vứt luôn. Rồi gì? Nổi đâu chị. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ chỉ có bớt thả bơm đi. Rồi. Sao bớt được? Bớt nó chết á. Gặp em vậy em bớt được không? Lẽ lấy keo hai mặt dán lại. Nếu khi là ảnh cố tình đó anh, ảnh cố tình chọc cho em tất đối với anh đó là niềm vui mà. Vui vui hả? Mà hỏi thiệt nè, nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không? Chưa. Nó giả cười quá đó, không có biết đâu. Cái đồn đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả đó. Rồi em. Dạ. Nghe. Về thử đổi rau cho ăn coi. Còn gì nữa không? Siêng năng tắm rửa, rửa chân nhiều vô. Rồi còn em thì sao? Đừng có nóng tính. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàn gắn hay là năn nỉ vợ. Nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe, đỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó, hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện. Em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện vợ em thì vợ em lại nóng lên. Vợ em bớt nóng lại là ok. 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 Quá đẹp rồi. Không, chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè. Tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi đúng không? Dạ. Đây đang là cái giai đoạn à. Tụi em hình dung không? Hai cái viên đá nó là thô á, nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp, hiểu không? Thì bây giờ mỗi người á phải cố gắng từ từ á, mình thích ứng, mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại. Em hiểu ý chị không? Thì mỗi người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á để mà vợ chồng nó khớp lại, gọi là tối đa nhất. Đó, thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm, đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là đứa con của mình. Tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa. Bởi vì sao? Nó lại thêm một cái viên đá nữa, góc cạnh nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối. Thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau. Đó thì chị nghĩ là tụi em cố gắng trước khi có thành viên mới thì tự khớp với nhau trước đi nha. Để đón chờ. Chứ anh Bin là hay lắm ạ. Nhà bốn người rồi mà khớp rợp luôn á. Gia đình hạnh phúc lắm á. Ông bố này là tuyệt vời luôn đó. Cảm ơn em Vân. Xin cảm ơn hai em. Dạ em tên là Đoàn Sơn Hải, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Còn em? Em tên là Bích Trân, em 31 tuổi, làm kinh doanh tự do. Hải bao nhiêu tuổi? Dạ hôm nay em, năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi. Em là 31, lớn nhỏ nhau 5 tuổi. Chị
gặp em như thế nào? Lúc đầu em gặp chồng em á, cái ấn tượng em thấy em biết chắc là nhỏ hơn em rồi. Đó thì em mới giống như là lại mình nhờ. Em với chồng em làm chung một công ty, nhưng mà em làm trước 3 ngày. Thì sau đó chồng em mới vô. Mà lúc đó kêu sao? Kêu em. Rồi con em thì em lúc mà mới vào công ty á, thì cũng rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà mình đàn ông mà khi mình đi vào là mình cũng đảo mắt, mình nhìn quanh hết rồi. Ừ. Thì mình là thấy là cái chị này là biết là lớn tuổi của mình rồi, nhưng mà mình thấy là đẹp nè, hấp dẫn nè. Mình đã để ý ngay từ cái lần đầu mình. Sau đó hai chị em trong giai đoạn quen nhau thì cũng chia sẻ tâm sự là liên quan công việc. Thì khoảng 3 tháng thì vợ em mới nhắn tin cho em: nếu một ngày mà chị đi xa thì em có buồn hay không? Lúc đó em đã thấy rất là buồn anh. Lúc nào hai chị em cũng tâm sự với nhau nên em mới nhắn như vậy, chứ em không có ý nghĩ là thích nhau hay là gì cả, chưa có tình cảm gì hết. Lúc đó là vẫn xưng hô là chị và em. Đúng rồi anh. Khi em nhận được cái lời nhắn như là một cái gì đó nó gửi gắm nè, chuẩn bị cho một cuộc ra đi của người chị của mình, của chị tôi đó, thì em như thế nào? Thì lúc này em cứ nghĩ là kỳ, người ta tự nhắn mình giống như là muốn em thấy giống như muốn thử mình hay sao á. Em mới nói là chị có chuyện gì ra ngoài nói chứ đừng nhắn tin như vậy. Thì đến cái buổi mà ra ngoài chia sẻ tâm sự với nhau thì em mới quyết định là em muốn quen, làm quen với chị. Em thấy là đây là một cái người mà thật sự là một nửa của mình rồi. Và em xin chị là cho em ôm một cái luôn. Tụi em lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, 6 tháng gì? 6 tháng mà yêu nhau được mấy năm? Một năm rưỡi có biết hai và năm. Quen nhau là được cưới luôn là năm rưỡi. Năm rưỡi? Dạ. Năm rưỡi, lấy được 6 tháng nữa rồi. Dạ. Coi như 2 năm đi. Dạ. Thì lúc đó là em mới có 24 à? Bạn này 24. 24. Thì lúc đó là bạn này 29. 29. 29 vậy là bạn đã yêu nhiều chưa? Lúc đó là bạn có người yêu lúc trước chưa? Thì em quen bạn trai cũng 10 năm. 10 năm? Dạ. Khi mà em gặp em này thì chia tay rồi. Có nghĩa là bạn này là để ý em trước. Dạ. Muốn tấn công trước. Dạ. Và đến lúc nào thì em cảm động với cái tình cảm của thì bạn này? Thì cái lúc em mà muốn ôm, chồng em chủ động xin là muốn ôm, thì em là chủ động luôn. Em nói là ôm đi. Chị em ôm nhau tâm sự thôi chứ không vấn đề gì hết. Chứ sau khi về á thì em cảm thấy giống như là nó ấm áp á. Em nhớ lại cái cảm giác đó và bắt đầu cũng có cảm tình với người này. Trong cái khoảng thời gian mà quen nhau á thì sợ bị lộ ra, tại vì chị này hơn tuổi mình. Mình cũng muốn giấu cái chuyện đó, mình nói là bạn bè là bằng tuổi. Có nghĩa là tụi em sợ cái áp lực của dư luận cho nên tụi em trong vòng bí mật hả? Dạ. Đánh du kích bao nhiêu lâu? Gần năm á. Gần năm luôn hả? Rồi đến khi mà gia đình hai bên biết được á thì cái phản ứng của ba mẹ em sao? Thì mẹ em á thì nói với em á là không cho đi chơi, tại vì cái người nó nhỏ tuổi hơn. Rồi sau này cưới nhau có con cái thì mày già hơn nữa, cho nên là cấm không cho đi chơi. Còn bên em? Gia đình cũng giới thiệu cô này cô kia. Mẹ cũng giận rất là nhiều luôn. Mẹ nói mày quen nó rồi sau này nó lớn tuổi hơn mày, rồi nó già rồi mày bỏ nó thì tội cho nó thôi. Rồi con cái sinh ra thì nó cũng không tốt nữa. Đó, rồi con em cũng là con trai một của gia đình. Nè, cháu Đức Tôn nữa. Rồi làm cách nào để hai bạn vượt qua? Đối với phía em thì em cứ suốt ngày em thuyết phục mẹ. Em nói mẹ ơi, đây là một cái người con gái mà con cảm thấy là có cái sự mà đảm đang giống như mẹ em. Thì rốt cuộc là ba mẹ em thì cũng ngã ngũ. Tức là em đã thuyết phục được bên em. Dạ. Còn em? Còn em thì chưa thuyết phục được. Nhưng mà em mới đề nghị với lại chồng em là thôi chia tay đi. Thì chồng em mới nói là em xem tiêu cực quá vậy. Đó, cũng thuyết phục em. Thì em thấy được cái sự chân thành. Cái em mới nói là quyết tâm luôn, phải thuyết phục bằng được mẹ này. Rồi mẹ đồng ý chưa? Thì mẹ em cũng đồng ý. Rồi sau đám cưới về thì em có vỡ mộng một điều gì về cô chị vợ này không? Dạ có, rất là bất ngờ luôn. Tại vì lúc mà quen trong cái giai đoạn yêu nhau á, vợ em là cái nhất là rất là đảm đang, giống như em nói, giống như hình tượng của mẹ em vậy đó. Nhưng mà khi mà về nhà thì vợ tâm sự, vợ nói thẳng luôn nha, nói là vợ không có thích nấu ăn và không thích rửa chén. Vợ chỉ muốn lo tập trung vào công việc để kiếm tiền thôi. Thì lúc đó em hơi bị sốc. Tại trước đây là cái hình tượng của mình là mình muốn kiếm một cái người vợ về để mình lo. Vợ chỉ lo cho mình về cái việc nhà rồi công việc trong gia đình cho nó tốt như mẹ của mình là mình cảm thấy hài lòng lắm rồi. Nhưng mà sau đó không ngờ thì nó lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Còn cái gì nữa không em? Cái hai nữa là vợ em thì nói chung là trước đó thì rất là hòa thuận trong công việc, làm công việc chung mà. Lấy nhau về thì làm công việc thì đôi khi là có những cái bất đồng ý kiến với nhau, dẫn tới tranh cãi với nhau rất là nhiều. Tới thời điểm này là vẫn làm chung nhau. Dạ. Và mỗi lần tranh cãi như vậy thì là có sự thắng thua của hai người không? Thôi chồng em cũng nào cũng thắng. Tại em nhịn như chồng em nhiều hơn. Chồng em hay cãi lắm. Cãi giành phần thắng cho bằng được đó chị. Không có nhường vợ đâu, chưa bao giờ nhường em một điều gì hết. Nhỏ mà sao đó. Bây giờ đúng với tụi thắng thắng mà. Còn em? Trời ơi, em sốc hơn đó. Sốc hơn nữa hả? Rất là vô tâm luôn. Lúc trước lãng mạn nhiều, giờ nó hoàn toàn khác nhau.
trẻ con thích coi phim hoạt hình, coi đến nỗi mà vợ làm gì cũng không biết luôn chị. Giống như vợ có ngủ thì cũng không biết, vợ có đi đâu cũng không biết, còn tập trung vô. Mê phim hơn mê vợ. Vô tâm lắm chị. Phim hoạt hình hả cơ? Có khi hả một tuần là không gọi về ba mẹ một lần nữa. Giữa em với bên gia đình chồng là có thuận thảo không? Chung là em thì với mẹ thì không hiểu nhau, mẹ chồng thì thật sự là do em không khéo léo, mà nhiều công việc quá nên em lo cho chồng em chưa khéo, nên là mẹ hay la. Em thì chỉ để trong lòng thôi, chỉ nói với chồng thôi. Còn mẹ thì thấy em rất là lơ đễn thì lại nói với chồng, không nói với em. Đâm ra hai mẹ con không hiểu nhau. Nhưng mà là hai mẹ con đâu ở chung nhà đúng không? Dạ, nhưng mà mẹ em thì lúc nào cũng biết. Mẹ em ở dưới Thủ Đức thì mẹ hay về nhà trên quận nhất để đi lấy thuốc rồi đi công việc này nọ thì cũng có đi lên. Thì cũng ghé về nhà thăm. Thì thấy là đồ đạc trong nhà rồi những cái thứ lo cho em chưa tốt, như là trước đây mẹ em rất là kỹ. Trước đây mẹ lo khác, bây giờ vợ lo không bằng như mẹ lo đúng không? Rồi là mẹ góp ý đúng không? Góp ý hay là la? Em thì thấy là la, nhưng mẹ nói sao không mang cái đồ đó cho nó để nó vậy, giống như đi Đà Lạt cũng vậy, không đem theo áo lạnh thì lạnh. Với mẹ la mà em có nói nhưng mà nhất định không mang, nói là anh đi taxi không, không có lạnh. Em có nói điều đó với mẹ không? Thì em sao em dám nói. Bởi vậy em cứ giữ trong lòng nên đâm ra không hiểu nhau. Ồ vậy hả? Sao em không nói? Thì thật sự em cũng sợ. Em cũng thông qua chương trình này em cũng muốn nói với mẹ em: mẹ ơi, con có nhiều công việc quá, không có lo lắng được chu đáo giống như mẹ để lo cho chồng. Thì có nhiều cái con cũng quên, nên là con mong mẹ cảm thông, bỏ qua cho con sẽ cố gắng để mà vừa xếp công việc và vừa lo cho chồng được tốt hơn. Mẹ đừng có buồn phiền về con nữa. Dạ, con rất là yêu thương chồng và yêu thương mẹ. Em có muốn nói gì với mẹ em không? Dạ, em cũng có vài dòng tâm sự với mẹ em. Thì mẹ ơi, thì con cũng cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra. Con và vợ con thì đều có một cái chung là rất là hiếu thảo, rất là muốn tốt với ba mẹ của mình và muốn ba mẹ sống với tụi con rất là lâu. Có thể là vợ con thì chưa có làm hài lòng mẹ, nhưng mà con cũng cố gắng để mà hòa đồng, để hai người có thể là vui vẻ với nhau. Và mẹ tin rằng là tụi con sẽ sống hạnh phúc với nhau. Chị muốn hỏi một chút, nay có em bé chưa cưng? Dạ chưa. Em có dự định là bao lâu thì em có em bé không? Em đang áp lực về sinh con. Tại vì chồng em cháu đứa tôn mà. Tức là bây giờ áp lực là vì mẹ chồng muốn con trai trước hả? Dạ. Chung sự không phải là bắt buộc là mình sinh con trai, mà là mong muốn. Em biết cái sự mong muốn đó. Em có biết là khi mà mình muốn có con mà bị trong bản thân mình có áp lực thì nó lại rất khó hay không? Dạ. Bây giờ cái cuộc sống của em hiện giờ như thế nào? Thì em có hài lòng không? Em có muốn nó thay đổi không? Hay là nó phải thay đổi như thế nào để cái cuộc sống hai vợ chồng nó sẽ hạnh phúc hơn nữa? Em mong muốn là chồng em có trách nhiệm hơn, để giảm bớt căng thẳng cho em. Quan trọng nhất là phải có sự khéo léo để làm cầu nối cho em với mẹ chồng. Em rất là mong muốn gì nó để em thoải mái mà sinh con tốt hơn. Nhưng mà giờ em gặp mẹ là em không nói chuyện được hay sao? Không, em vẫn nói chuyện mẹ bình thường. Nhưng mà vẫn chưa có gọi là thân thiện nhau lắm, vẫn có khoảng cách lắm. Tức là muốn chồng làm cái cầu nối. Dạ. Em thấy cái việc đó khó không? Dạ, vì cái chuyện này là từ lúc mà đám cưới về là em cũng đã cố gắng làm cái việc này rất là nhiều rồi. Nhưng mà có thể là em còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái việc này, nên là em cũng cần rất là sự tư vấn của rất là nhiều người. Thì cũng nhờ chương trình thì em cũng, nãy em cũng đã gửi gắm cái lời nói của em tới với mẹ của em rồi. Nhưng mà em có hiểu là hiện giờ mẹ của em đang mong muốn nhất ở vợ mình và mình cái điều gì không? Là mẹ em thì mong muốn là vợ là em phải chăm sóc được cho em, là nói chung là phải được như mẹ em. Cái thứ hai nữa là cái công việc kinh doanh tại nhà hiện tại thì nó cũng chưa có ổn định lắm. Thì mẹ cũng muốn là vợ có một cái công việc nó ổn định hơn để mà có cái tài chính nó tốt hơn. Bây giờ vậy nè em, chị thấy ở vợ em á có quá nhiều áp lực. Áp lực đến cái độ mà cô ấy không biết bắt đầu từ đâu để gỡ những cái áp lực này. Chị nói ví dụ, cái mong muốn của mẹ là phải lo được cho chồng chu đáo giống như là mẹ đã lo cho chồng. Rồi lại một mong muốn nữa là em phải có công việc ổn định. Rồi thêm một cái áp lực nữa là phải có con. Thì ở đây á, ba cái việc này á cùng một lúc á không nổi. Ba đầu sáu tay cũng không nổi. Cái đó chị nói thiệt. Em đã nói là vợ của em á bây giờ cứ lo công việc, bỏ qua những cái chăm sóc cho em. Thì ở đây á, cô đang làm cái điều mong muốn của mẹ em là cái công việc làm sao để ổn định được. Đương nhiên một người làm sao mà ba đầu sáu tay mà làm được những việc đó, đúng không nè? Chăm sóc cho chồng thì không lo được cái sự nghiệp cho mình, cái công việc của mình. Rồi hai cái đó không có cách nào làm đến nơi đến chốn hết. Thì sợ mẹ biết mẹ lại buồn,
đúng không? Rồi tất cả những áp lực này nó dồn lại, có con không nổi. Với cái sức một người đàn bà, một người phụ nữ, cho dù là có lớn hơn em đi chăng nữa, không làm nổi điều đó. Cho nên ở đây á, chị cảm thấy rằng trong cuộc sống của tụi em, nếu tụi em muốn kéo dài nữa, muốn cuộc sống nó hạnh phúc nữa, trong cái em phải là người hỗ trợ vợ em kinh khủng lắm. Hãy quên đi là cái khoảng thời gian mình được mẹ dành cho mình những cái chăm sóc đó, em phải phụ cho vợ em một cái việc là em tự chăm sóc bản thân. 26 cũng là bắt đầu lớn rồi, không còn là con nít nữa đâu. Phụ vợ cái điều đó đi để chi? Để vợ em có thể làm được cái việc tạo dựng sự nghiệp cho vợ em, để chứng minh cho mẹ thấy rằng vợ em là một người vợ giỏi giang. Thôi bây giờ phụ từ bây giờ nhé. Yeah. Rồi, xin cảm ơn hai em. Dạ, chào anh chị. Tên là ông, mà em biết em nói tên thật hay là nghệ danh ta? Tên thật và nghệ danh luôn. Dạ, hoặc là em nói em ca sĩ thôi. Dạ, dạ em tên là Lê Trần Tất Đạt là tên thật. Nghệ danh là Phong Đạt. Oh, rapper Phong Đạt. Dạ, em là sinh ngày 4 tháng 11 năm 80. Là tính ra năm nay là em cũng 43 rồi. 43. Trời ơi. Dạ. Nhỏ hơn tôi có 1 tuổi đó. Trời ơi, nó 43 hả? 43. Em trẻ lắm, chị nói thiệt đó. Em nhỏ hơn bạn Bin có 1 tuổi thôi đó, đúng không? Dạ. Nhưng mà nhìn hai đứa nó khác nhau dữ lắm đó. Chị nói thiệt nó đó. Khác nhau, bên kia là đầy đủ đầy, còn bên này nó trụi lũi. Thôi trong không vậy chứ, không phải nó đâu, cũng xem đó chị ơi, không xem phải đâu đó. Nói thiệt đó, bởi vì hôm nay em phải đi theo chị là bác sĩ. Dạ, dạ thì em làm nghề chính là em là ca sĩ, thì trong giới cũng biết, và bây giờ thì em cũng đi hát nhưng mà ít thôi. Em chuyển hướng qua làm về studio phòng thu, làm nhạc rồi sáng tác nhạc, làm beat cho ca sĩ rồi đủ thứ cho các bạn ca sĩ trẻ, rồi ca sĩ trong nghề cũng ai cũng có. Sáng đây của mình cũng hỏi Đạt luôn là có một thời gian là nhóm D&D tan rã. Dạ. Thì các ca sĩ vẫn tiếp tục đi hát, nhưng mà riêng Phong Đạt thì lại mất tích luôn. Thì có phải là cái khoảng thời gian đó là Đạt chuyển qua, là Đạt chuyển hướng làm phòng thu không? Dạ không, cái lúc mà em ở trong nhóm D&D mới vừa rã ra thì Du đồ Vũ cũng đi hát, cũng đi hát. Nhưng mà em thì lại chui xuống dưới tỉnh. Em chưa suy tỉnh nhiều. Tại hồi xưa là khi mà có ai cũng muốn tạo lên truyền hình ở trên đài, mấy chương trình đó, thì để kiếm tên, để đi kiếm tiền là nhiều. Thì em là cái người đầu tiên là rút xuống dưới tỉnh đầu tiên. Du thì hoạt động ở thành phố sôi nổi lắm. Còn Vũ thì thời gian đó là đi bay qua Mỹ rồi. Đó nên là lúc đó mọi người ít thấy em ở chơi mấy cái chương trình ca nhạc nữa. Thì thường em rút xuống dưới tỉnh em đi là tỉnh lúc không đó mà. Là em đã đi kiếm tiền ở dưới tỉnh rồi đó. Dạ, đúng không? Mà đi dưới tỉnh là show chạy cũng dữ lắm nghe. Chạy mà xỉu luôn á. Chị nói em nghe thực sự á, lên TV không có tiền. Thiệt, chỉ có đi đúng, diễn đúng. Đi diễn tỉnh thôi là mới có tiền. Lắm, đó. Show. Mà thời đó là show chạy như là mệt xỉu luôn, một đêm chạy 2-3 show là chuyện bình thường. Bình thường. Từ huyện này, từ tỉnh này qua tỉnh kia là xuyên tỉnh luôn là chuyện bình thường. Trời ơi, có một thời điểm mà chị chạy show mà từ coi như Đà Nẵng xong rồi vô Hội An luôn. Đi đó mà trong một sao mấy cây. Ừ, đi vậy luôn đó, ghê lắm luôn á, mà đi mà thử tưởng bán thân bán mạng luôn đó. Ghê lắm. Đầu cái này và ao cái kia. Nhưng mà cũng vì cái vấn đề đó mà em cũng bị mất nhiều cái mối quan hệ là vậy á. Tại vì khi em đi xuống dưới tỉnh á, có những cái chương trình hoặc là những cái truyền hình ta mời á, thì tại vì mình lo lúc đó mình chỉ biết rồi lo kiếm tiền, đang kiếm tiền quá mình cứ từ chối nhiều. Thì sau khoảng thời gian mình đánh ở dưới đó rồi, lên đây thì mình sẽ mất cái mối quan hệ nhiều. Nên nó cũng được cái này cũng mất cái kia. Và đó mình cũng đang muốn gợi một cái câu hỏi để cho Đạt chia sẻ lại. Chứ thật ra là rất là nhiều người cứ nghĩ rằng là Phong Đạt biến mất khỏi showbiz đó, biến mất khỏi sân khấu ca nhạc, thì ra là có một cái thời gian mà bạn ấy bận chạy show với tỉnh, đúng không? Đó. Rồi mời vợ của Đạt, một cô ca sĩ rất xinh đẹp. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào ông Đức Thuận, và em xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Phù Như Nhã Trúc, em sinh năm 1979, năm nay em 44 tuổi. Và công việc hiện tại của em là kinh doanh tự do, em mua bán thời trang. Dạ. Em còn đi hát không? Dạ, sau thời gian mà anh Đạt bắt đầu có cái chỗ đứng ở trong cái sự nghiệp solo của ảnh á, thì cái giai đoạn đó thì song song em vừa đi hát và em vừa làm quản lý cho ảnh.
Thành thử ra trong cái giai đoạn đó thì em khó cho em. Bởi vì bản thân mình vừa đi hát, mình vừa nhận show, rồi sau đó mình nhận show cho anh Đạt luôn. Thành thử ra em sẽ khó làm trong cái công việc của em, mình sẽ khó nói chuyện và vấn đề mình thương lượng đó anh. Thì ngay cái giai đoạn đó thì em phải có đưa ra hai cái sự lựa chọn đúng không? Dạ. Một á, là mình tiếp tục mình đi theo nghề và để cho chồng mình giống như là tự bơi trong cái công việc. Tại vì anh Đạt khi mà còn làm ở trong nhóm D&D á, thì mọi thứ là được quản lý lo hết rồi. Anh quản lý là anh lo hết tất cả, thì các thành viên còn lại là chỉ có biết là nhận show, tập bài và đi hát thôi. Thành thử ra khi mà D&D tách ra đó thì anh Đạt gần như là chơi bơi. Ảnh là trong nhóm đó, ảnh là người ít hoạt ngôn nữa, không có nói. Và cái mối quan hệ bên ngoài của ảnh với các truyền thông đồ này nọ thì cũng không có. Thành thử ra trong mấy năm khi mà em đi hát thì em cũng có chút chút về vấn đề mà mình cũng biết nói thương lượng với các bầu show và cũng có một xíu về các thông tin truyền thông mình cũng quen biết một xíu. Thành thử ra em chọn là thôi thì mình có đi tiếp thì mình cũng chỉ có như thế này. Tại vì nhóm nữ thì nó không có được cái hào quang lâu dài giống như nam. Thành thử ra em phải chọn phương án là em lui về hậu cần để mà em cho chồng em tỏa sáng. Dạ. Nhưng mà lúc đó là đã quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng. Bây giờ mình hỏi lại cái giai đoạn mà hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Đúng. Chắc chắn là gặp nhau ở gánh hát rồi. Mà gặp nhau một cái sân khấu nào rồi? Để cho em nhắc cái nãy em nhiều khi gặp anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân ở quen quá nên em quên. Chào Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả, nãy giờ quên luôn đó. Trời ơi. Tại vì thấy giống như là đang nói chuyện là sao thì dễ sợ cái là hỏi nghe là sao không đợi cuối chương trình chào luôn. Trời ơi. Dạ. Chứ không sao cả nha. Dạ. Hồi nãy giờ mình thấy mình rất là tự nhiên, rất là trơn tru ha. Rồi, bây giờ đó mới hỏi đó. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Rồi sao mà để ý sao yêu nhau á vậy đó. Đó. Đó là cái nhóm OC là cũng là các cô gái chân dài cũng xinh đẹp lắm luôn á. Em không có chân dài, em chân ngắn á, không có chân dài. Chân vừa vừa. Dạ hồi xưa thì em hay đi hát, không biết tại sao là hồi xưa thì nhóm OC thì đi hát rất là chạy rất là nhiều tụ điểm ca nhạc. Em thì cũng đi cũng chạy nhiều mà lúc nào bà này cũng bà phải diễn trước. Thường thường là diễn trước mà thì em mới đứng ở dưới thì em thường thường là bà này trong giới nổi tiếng là cho cái nhóm OC này là hai chị em nhỏ con nhưng mà sao hát live rất là tốt. Thì là tạo giống như mình cái ấn tượng mình đó là tại sao không mình không tin được tại sao hai cái người gì mà cái giọng hay thì giọng thường hay. Thường là bà này hát trước là em đứng coi. Thì ấn tượng là những cái như vậy là bà rất là nhỏ nha, eo nhỏ xíu mà có chút xíu mà hát giọng rất cao, giọng rất là mạnh. Không biết sao thì từ đó em mới thấy là bà này cũng dễ thương. Xong rồi em đi cái show rất là nhiều, gặp bà rồi cũng giai nhiều đoạn xong rồi từ mấy cũng là trong giai đoạn D&D mới thành lập luôn, khoảng chừng 2002-2003 mà lúc đó em là người để ý chút trước. Dạ. Dạ. Mà em có biết là Đạt để ý mình không? Dạ không, em hoàn toàn không biết luôn ạ. Lúc đó có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. Chưa luôn. Vậy là có lúc nào mà em có cơ hội ngược lại là em phải đứng chờ nhóm Đạt hát xong rồi là để em có cơ hội em coi bạn biểu diễn không? Dạ không chị, tức là cái giai đoạn đó thì D&D giống như là một cái boy band đang hot. Và thường thì chị biết là trong cái một cái chương trình á thì những cái nhóm nhạc hoặc là ca sĩ không có tên tuổi á, tức là không có sự nổi tiếng bằng mình sẽ mở màn hoặc hát trước. Rồi những cái vừa đét sẽ hát sau đó. Chị nói là em không có cơ hội để coi. Dạ đúng xong rồi đi luôn. Em hát xong là em lại chạy. Nhưng mà lúc đó là em vẫn biết Đạt rồi đúng không? Dạ thì tức là vẫn biết cái kiểu đồng nghiệp thôi ạ. Mà trong lòng em thì đó hỏi cho trong lòng em là cái lúc nào em cảm thấy là em thích bạn Đạt không? Dạ chưa luôn ạ. Ngay thời điểm mà anh Đạt tỏ tình xin số phone em thì lúc đó là hoàn toàn em chưa biết gì về anh này luôn. Tức là chỉ biết là D&D là có những người đó, những anh đó như vậy thôi. Nhưng mà trong D&D thì có hai anh còn lại, hai thành viên còn lại là thường hay gặp OC là hay nói chuyện. Nhưng mà chỉ có đặc biệt là anh Đạt không bao giờ hỏi chuyện tụi em, không bao giờ bắt chuyện luôn. Tại ông rất là hiền. Mà chính vì cái hiền đó mà nhiều người nghĩ là ông chảnh. Dạ đúng rồi anh. Đúng không Đạt? Đúng. Đúng không? Không biết đó. Đó. Thì cái ấn tượng của em khi mà biết anh Đạt á là em trong một cái chương trình TV ngày xưa đó là chương trình Giai điệu tình yêu. Thì lúc đó thì tình cờ lúc em ngồi đăng make up đi hát á thì tự nhiên em thấy đi diễn ở trên cái chương trình đó.
Cái thì anh Du với anh hai thành viên còn lại đó thì hay nói chuyện, nhưng mà có đặc biệt có cái anh này không bao giờ nói chuyện. Thì khi mà quay cái mình nói chà, anh này nhìn cái mặt bad boy quá, nhìn ngầu ngầu lạnh lạnh quá. Thì lúc đó khi em xem thì em thấy cái gu là lạnh lạnh như vậy thì mới để ý. Dạ, lúc đó mới bắt đầu để ý anh này, nhưng mà cũng không có nghĩ là ảnh để ý mình rồi. Thì sau khi mà cái hôm đó tụi em diễn ở phòng trà 2B đó anh, đó thì em vừa mới đến thì anh Đạt anh đã đến trước rồi, ảnh ngồi ảnh đợi trước rồi ở trong cái phòng chờ nghệ sĩ á. Thì tự nhiên cái ảnh đến nói chuyện với em, cái ảnh xin số phone của em. Cái em ngạc nhiên lắm, em nói chưa bao giờ mà đi hát chung mà gặp ảnh ảnh nói chuyện với mình, sao hôm nay lại xin số phone. Em còn nghĩ là ảnh ghẹo em nữa. Ảnh nói anh thích em lắm á, em có thể cho anh xin số phone được không? Ồ, dạ. Nó ít nói lắm. Ít nói mà nói vậy đó anh. Cái rồi ha. Dạ, dạ. Chấn thương người ta đó. Em bị sốc, cái lúc đó em đang đứng á thì em trố mắt em dòm vậy nè. Em nói không biết ổng giỡn hay ổng đùa gì với mình. Em trố ra em dòm ổng gì đó, cái ổng tỉnh lắm. Cái em nói thì mình nghĩ là đồng nghiệp thì ok mình cho. Rồi là bắt đầu ngày hôm đó là có số phone của em đó. Thì nhắn liền. Dạ, nhắn tin. Tối về cái nhắn liền luôn anh. Tối về hát xong cái là nhắn liền vậy đó. Nhưng mà do cái công việc thì qua hôm sau là em lại bay Hà Nội, em có cái show Hà Nội, em bay Hà Nội. Thì ngay mấy ngày đó là hai đứa có số phone với nhau mà chỉ có gọi điện với nhắn tin nhau thôi. Đấy. Dữ dội lắm, lúc đó tấn công em dữ lắm á. Nhưng mà Đạt ơi, dạ. Cái thời gian đó mình là một cái boy band nổi tiếng. Dạ. Rồi đâu phải chỉ có một nhóm nhạc những cô gái này thôi. Dạ. Rồi ngay cái nhóm nhạc kia ông như mắt ngọc, như mây trắng rồi đó. Ông có đứng ở trong ông nhìn lén người ta không? Không, nhóm nào em cũng có xem hết. Nhưng mà giống như là em ấn tượng của cái bài Trúc của bên của nhóm Oxy á, là nhỏ con mà hát đó, như vậy nói mà đó. Dễ thương thì em thích. Chứ còn mắt ngọc cũng dễ thương, nhiều nhóm rất là dễ thương. Nhưng mà giống như là cái ấn tượng ban đầu á chị Vân, là giống như tự nhiên cái giống như mình gặp rất nhiều người nhưng mà tại là mình ấn tượng. Mình thích kiểu đó vậy đó, thôi, thích kiểu style vậy. Nhưng mà lúc đó là chưa có quen ai đúng không? Chưa, lúc đó em chưa quen ai hết. Mà có nghĩa là em chỉ thích một mình bé Trúc thôi. Em lấy điện thoại một mình bé thôi. Dạ đúng rồi, em chỉ còn có bé tre là không có thích. Dạ bé kia thì em không. Bé tre, tại này Trúc cái kia tre. Dạ, dạ. Cái lúc mà ảnh xin số phone của em á thì anh biết rồi, ngày xưa mà đi hát hai chị em nhóm Oxy thì người ta nhầm lẫn, người ta cứ nói là chị em sinh đôi. À. Vì giống nhau lắm, nhưng mà con bé em của em thì nó lại cao hơn em. Thì lúc đó em còn thắc mắc, em nói có khi nào ổng thích em mình mà ổng xin số mình không? Tưởng em lộn. Em còn lộ sợ như vậy á. Dạ. Em cứ hỏi ổng như ổng nói không, làm sao lộn được. Thì đó cũng là cái mà em cứ nghĩ ổng cua em là cua lộn lúc đầu không á, nhưng mà không phải, cái đó là do suy nghĩ của em thôi. Như vậy là trong suốt cái quá trình mà em ở Hà Nội, dạ, ổng ở Sài Gòn là dạ, tạo điều kiện để cho hai đứa nhắn tin. Dạ. Cũng như là tìm hiểu nhau. Chuyện, đúng dạ, không? Dạ. Rồi cái em kể cái lần đầu tiên mà hai đứa đi chơi với nhau đi Đạt. Em đi chơi với Trúc thì rất là cũng thường thường là nhắn tin nhiều, tại em cũng bận đi chung đi diễn với nhóm nhiều. Em chỉ có nhớ một lần á là chính thức là em có như là nói bà này là bạn gái, là em rủ bà đi ăn giống như là ăn kem thôi ở một cái quán ở trên đường Hai Bà Trưng á. Và em không có biết ăn nói đâu, ở trong nhóm em không biết ăn nói, rồi em chỉ gặp bà này em nói một câu một à, nói là anh thì thích em á, nhưng anh chỉ muốn là bắt đầu từ hôm nay nha, em là bạn gái anh luôn. Trời ơi, một câu mà em có nói nhiều tại em không biết biết nói làm sao. Bắt đầu là từ hôm nay là em là bạn gái anh nha, tự động cái như chỉ định luôn vậy á. Dạ chỉ định luôn. Rồi Trúc sao? Trúc sao Trúc? Em chưng hửng luôn á. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà em bay Hà Nội về, thì chiều hôm đó em vừa về tới là mới có mấy ngày thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mấy ngày em ở Hà Nội đi show hình như là 3-4 ngày gì đó thôi. Thì về tới là ảnh nói tối hôm nay đi hát nhưng mà anh sẽ đến sớm. Thì anh sẽ chở đến đón em rồi hai đứa mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ cái rồi mà tới giờ show rồi đó thì đến điểm luôn. Thì cái điểm hôm đó tụi em hát chung cũng là cái điểm phòng trà 2B đó luôn á. Thế là ảnh đèo anh đi ăn kem hoodie với lại ăn mì Ý. Thì vô vừa mới có order thôi anh, thì người ta vừa đi thực nấu món hay làm món là ở đây anh nói anh tỏ tình với em mà vậy. Em chưng hửng, em ngỡ ngàng, nó ngơ ngác luôn á. Nhưng mà em có quyền từ chối mà. Mà sao lúc đó em lại không từ chối, em không nói gì, em ngồi nín thinh luôn. Không dám từ chối đâu, nói em quá rồi. Dữ dội lắm, đã thích từ lúc qua bằng ai rồi. Bằng hình nhỏ rồi, thích rồi. Thích tôi, thích tôi. Dạ, dạ. Nhưng mà lúc đó là trong đó là khán giả nhận ra Phong Đạt nhiều không? Dạ, nhận ra chứ. Lúc đó hai đứa em bước vào trong quán, hai đứa em mặc đồ lồng lộn, mặc đồ đi hát. Hồi xưa lồng lộn lắm.
Lúc đó tụi em mặc đồ đi hát luôn. Thì tại vì mình mặc đồ đó mình ăn xong là mình đến điểm diễn luôn á. Cho nên bước vô ai cũng dòm hết trơn á. Cho nên ông nói gì phải im thôi chứ sao. Em im luôn. Đâu dám phản ứng đúng không? Thế nghĩa là 4 ngày là nhận được cái lời tỏ tình rồi. Dạ. Rồi á là từ đó đổ đi là chính thức yêu nhau. Dạ lúc đầu là em với Trúc quen luôn á. Rồi có thời gian gặp nhau nhiều không hay sao? Có, mặc đứa nào đứa đó đi hát. Không, ở thành, phố là gặp nhiều. Tại vì thường thường hồi xưa là nghệ sĩ mình là nhiều khi hát rất là nhiều show, xong hát một show xong mình ra xin tố. Dọn tầng đó. Nhớ là dọn tầng. Cứ là cái show là cứ tụ tập ở đó nhiều nên là em với Trúc gặp rất là nhiều luôn. Đó. Tại vì đi show gặp hoài xong nó hẹn dù em hát xong show rồi cho chăm ba chưa chạy ra uống xin tố nha rồi anh nhau xin tố trong những lúc mà giải lao. Đúng rồi. Dạ. Có khi nào rủ về ở nhà chung không? Trời ơi sao không biết hay vậy? Đến bao lâu thì mới rủ về ở chung? Hình như là phải tháng hay sao một tháng á. Là bà này bà lên ý tưởng, không biết là có ý tưởng gì, bà nói là tại bà ở dưới quê lên bà sẽ mướn một cái phòng ở trên thành phố này, bà nói là thôi thì ở đây cũng toàn phụ nữ không à, nên là nếu mà anh em quen nhau rồi thôi thì dọn qua ở chung đi để giống như là có một người nam trong gia đình. Thì tại vì bà cũng sợ, tại vì hồi xưa là cũng cướp đồ này nọ, bà cũng sợ trong cái khu gần nhất Trần Đình Xu á, toàn là kế bên là cũng dân rồi dữ dằn không và dữ dằn nên cũng hơi nữ không mà cũng hơi sợ nên là nói nếu mà có một người nam ở nhà thì nên là bà nó rủ em qua. Em đâu có từ chối được, mặc dù em muốn lắm nhưng mà em đâu có từ chối được người ta nói vậy, em đâu có nở lòng được. Dạ nhưng mà em qua luôn. Dạ. Bây giờ về ở chung mới có đêm đầu tiên đúng không? Dạ thì đó. Sao em xem tò mò đó chị ơi, em đâu có muốn tò mò đâu chị, mắc cười quá thì em muốn biết thôi. Ở chung thì đương nhiên ta phải có cái đầu tiên chứ không lẽ có cái cuối cùng. Nhiều khi cái đầu tiên là nó có trước đó rồi đúng không, nhiều khi đi tỉnh diễn thì nọ rồi đó. Trời ơi anh Vin anh lấy từ ảnh ra anh trời dễ sợ quá dễ sợ quá ngấm máu phun người nè. Rồi hai đứa yêu nhau êm đềm hay là có biến cố biến cố có sự cố gì không, có chia tay chia chân rồi gây lộn đập lộn gì không? Đó. Con chúng dạ có gây cấn lắm. Thời gian mà tụi em với ảnh bắt đầu mới yêu nhau, tức là cái thời gian đầu mới yêu thì mọi thứ nó suôn sẻ lắm, nhưng mà anh chị cũng biết là anh Đạt cái giai đoạn đó anh Đạt mới có 22-23 tuổi thôi. Thì cái tuổi mà giống như là mới lớn à, và cái sự nghiệp cũng đang ở trên đà rất là tốt. Nhưng mà đến khi ảnh quen em thì thật sự là ảnh có yêu em, ảnh yêu em là thật. Nhưng mà cái suy nghĩ của một cái thanh niên mới lớn và trên cái đỉnh sự nghiệp đang rất có tương lai như vậy á, thì ảnh quen với em thì ảnh giống như là ảnh chưa có cam tâm á. Không lẽ bây giờ cuộc đời của mình bây giờ lại gắn bó với cái cô này. Cái kiểu như vậy đó. Thì sau một thời gian, trong cái thời gian em với ảnh yêu nhau được chắc khoảng 3 tháng là bắt đầu em phát hiện ảnh có cái gì đó lạ và giấu giếm em. Cái lạ đó là cái gì? Cái lạ. Thật sự phụ nữ mình có cái giác quan thứ 6 đó chị. Rồi cái mọi thứ nó rất là êm đềm, bình thường lắm luôn á anh Thuận. Tức là khi giai đoạn hai đứa yêu nhau rồi thì ảnh gần như là 24/24 là ở cùng bên cạnh em. Chỉ có cái giờ hai đứa đi hát mạnh ai chạy xô đó là tách biệt nhau thôi. Nhưng mà tự nhiên cái cảm giác của người phụ nữ mình nó mách bảo mình có cái gì đó là bất an. Thì cái hôm đó đi hát xong về thì anh Đạt bắt đầu ảnh mới vào nhà tắm anh tắm. Thì linh tính em cảm thấy bất an cái em lại tò mò. Em lấy cái điện thoại, ổng đi hát xong về là ổng khóa máy à chị. Xong cái em mới tò mò em lấy cái điện thoại em mở nguồn lên. Ngày xưa mình xài mấy cái điện thoại cùi không mà Nokia rồi này nọ đó. Dạ. Cái em mở nguồn lên tin nhắn vô một loạt, mà khi mà em đọc tin nhắn mà tay em run. Em đọc giống như em sốc, tức là mọi thứ với mình nó đang rất là đẹp mà tự nhiên cái những cái tin nhắn nó đến cái em đọc em bị bắt đầu em bị suy sụp. Thì đến khi ảnh tắm ra em lấy bình tĩnh em mới hỏi ảnh, em mới ngồi em hỏi anh thật ra trong thời gian gần đây anh có cái gì giấu em không, anh có cái gì muốn nói với em không. Thì ổng lại ngớ ra, ổng nói là sao em hôm nay em kỳ vậy, đâu có cái gì đâu, thôi khuya rồi em đi ngủ đi. Đó, thì đi hát về cũng mệt vậy đó. Mà không nói không. Đến khi mà em hỏi hoài mấy, em đưa cái điện thoại ra, em đưa tin nhắn của cái cô đó nhắn cho ảnh. Ra một loạt rồi, coi như là hết chạy. Hết chối. Không có đường nào mà chối, không nói được một câu nào luôn. Dạ đúng á anh. Không nói được một câu nào, đến khi mà ảnh không nói là thừa nhận với những gì mà em nghi ngờ là đúng. Thế là một đêm đó là em khóc một đêm tới sáng luôn.
em không ngủ được, mọi thứ với em coi như là suy sụp hết. Em sụp đổ hoàn toàn. Em nghĩ em nói là tại sao ảnh lén lút ảnh dối mình khi nào, bởi vì không có cái thời gian nào gọi là hai đứa chia cách nhau mà tại sao như vậy. Em suy sụp, em suy sụp. Phải nói là cái lúc đó là em giống như là em không còn là em nữa, nó bấn loạn kinh khủng. Thì đến sáng ổng cũng không có ngủ được, tại vì em khóc nguyên đêm, ổng cũng đâu có ngủ được. Sao đâu ngủ được? Dạ, đến sáng đó thì lại nhóm có show diễn ở Suối Tiên. Thế là ảnh mới đi, để mà ảnh đi diễn thì ảnh bước ra cửa, ảnh mới nói với em. Không có biện hộ được nữa thì ảnh mới nói với em là chắc tạm thời mình ngưng gặp nhau một thời gian đi. Cái em ấy cũng đồng ý, em nói dạ được, không sao cả. Anh cứ đi, anh đi đến khi nào anh cảm thấy mệt mỏi rồi, em sẵn sàng em ở luôn ở đây để chờ đợi anh. Trời. Là em chốt cái câu nói đó, em nói tại vì em thật sự nghe em rất là yêu. Chưa bao giờ biết yêu mà đến khi mà mình yêu thì mình yêu đúng ngay cái người như ảnh. Thì mình phải chấp nhận là sau khi dắt xe đi là anh biết là hai đứa em giống như là bị chiến tranh lạnh với nhau á. Yêu cũng không hỏi hẳn gọi là thời điểm đó là yêu, mà chia tay cũng không phải là chia tay. Nói một câu vậy cái mấy tháng trời luôn anh, là trong mấy tháng đó là ảnh bắt đầu ảnh tìm hiểu cô này cô kia cô nọ quá trời cô luôn. Quen từ lưa hết luôn. Anh quen từ lưa hết trơn, nhưng mà anh biết rồi, ở cái Sài Gòn của mình, tụ điểm của mình ở trong trung tâm thời điểm đó cũng đâu có bao nhiêu, mà ác lắm. Em đi đâu em cũng thấy, mà bữa nay đi với cô này, ngày mai đi với cô kia, mà toàn là mấy cô chân dài không mặc chị. Mình nhìn cái mình cảm thấy mình tủi thân, mà mình cảm thấy là mình không có cái gì để so sánh. Mình là một cô gái nhà quê ở tỉnh lên, đang ở thuê, ở trọ, gia đình của mình cũng không có cái gì gọi là nền tảng. Và mình cũng không phải là sắc nước hương trời nữa, cho nên là mọi thứ với em không có một cái gì, coi như là em nói là thua rồi. Đó, sau đó thì... Có khi nào ổng đi với người mới không, vô tình gặp em trong show diễn không? Dạ có, ở Chăm Ba đó anh. Em không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà không hiểu vì sao mà em lại gặp ảnh đi với những người phụ nữ đó. Toàn là những cái điểm mà hai đứa thường thích lui tới không à. Anh biết cái hôm đó ở Chăm Ba lại có show em diễn, thì ảnh lại đi với cái cô chân dài đó vào ngay Chăm Ba. Mà ảnh biết sân khấu Chăm Ba sát như vậy nè, đứng ở đây là nhìn không có chạy đi đâu được. Rồi hát hò gì nữa. Thì khi mà chưa tới em thì mấy anh chị đồng nghiệp hát diễn xong bước xuống là nói Trúc ơi, Trúc ơi, Đạt ngồi dưới á, Đạt ngồi dưới. Là bắt đầu tim em ở đây là mọi thứ em nó nhảy số lung tung, mà em không biết là ngồi ở dưới với ai, mà em cảm thấy bất an khi mà mọi người đều nói như vậy. Đến khi em bước ra đó anh Thuận, anh Đạt đâu dám nhìn em đâu. Anh Đạt cứ gục mặt, mà cái cô gái kia thì ngồi giống như đắc chí khiêu khích mình đó chị. Ngồi đắc chí lắm mà em không nói được. Bình thường em, hai chị em là người nói chuyện, giới thiệu và giao lưu với khán giả, mà hôm đó em không nói được câu nào. Buồn. Em gái em nhìn thấy là nó biết, nó thay em nó nói hết. Và giới thiệu bài thì người xưa hát bài buồn, bài vui thì mở màn thường là hát bài sôi động. Vui. Thì lúc đầu, bài đầu tiên mình hát sôi động thì mình còn đỡ bị rung. Đến bài sau hát cái bài trữ tình mà tình cảm chia ly đó, em đâu có hát được đâu, em nghẹn. Bây giờ nói tới em còn muốn nghẹn. Em thấy như vậy mà nước mắt em bắt đầu nó tuôn ra, em đâu có hát được đâu. Nghẹn mà tay em cầm micro mà em run, tức là cả cái người em run. Em nói khán giả, cả cái khán phòng đó đều nhìn thấy bất ổn cái gì đó ở em. Anh Đạt ngồi gục mặt luôn. Đến khi em hát xong em đi vô, em ngồi em thẳng, em không nói được cái gì. Mọi người đến dỗ dai em, khuyên em, nói em bình tĩnh để từ từ coi Đạt giải thích như thế nào. Và anh cũng đang muốn hỏi đây, thường ở Chăm Ba đó, bao giờ cũng có một cái bảng đó chị. Chị Một lúc đó là chị không có diễn ở Chăm Ba đâu. Chăm Ba bao giờ cũng có một cái bảng để đó, tên nó cho nhóm hài ca sĩ. Đúng rồi. Thì chắc chắn em cũng phải biết rằng là đêm đó là có oxy diễn. Là sao em lại dẫn chân dài tính coi bạn gái mình diễn? Giống như em cũng không hiểu, là giống như hồi xưa mình trẻ với anh Thuận, mình không có nghĩ đến cảm xúc của cái người khác nhiều đâu. Giống như là tại vì em hồi xưa rất là thích hài luôn, hầu như là nhiều khi anh Thuận diễn em cũng có coi rất là nhiều. Hài là em coi rất nhiều, em cực kỳ thích hài luôn. Nên là Chăm Ba, Nam Quan hay là tại vì em đi hết. Có nhiều lúc á, nhiều khi em đi ngang qua em mấy cái chỉ coi tin nhóm hài thôi. Chỉ coi tin nhóm hài thôi, chứ em không để ý nhiều đâu. Tại vì em thích rồi thì em vô. Mà em dắt dạng như mấy bạn vô thì em vô em không có để ý gì, không có để ý nhiều. Là hôm đó có bà này, thí dụ nếu mà gặp người khác, người ta ngồi nhìn kỹ chương trình có ai, nếu mà gặp này thì cũng hơi sượng xíu đúng không chị. Nhưng mà em thì em không có là suy nghĩ em nhiều không đâu, để tâm, em không để tâm nhiều đâu. Nhưng mà chị hỏi em này, cái lúc mà em coi vợ em diễn trển, em có thấy cổ khóc không?
em có dám nhìn nhiều đâu, tại vì đầu. Dạ giống như mình cũng hơi bị sượng, tại vì tự nhiên mình cũng không ngờ là người ta giới thiệu, anh em sẽ giới thiệu lên thì mình mới thấy cũng hơi kỳ rồi, cũng hơi sượng rồi, nên là bãi diễn thì mình cũng hơi lãng lãng, giống như mình cũng không có tập trung nhìn, nên mình cũng không có biết được là bà có cảm xúc khóc hay gì, mình cũng không dám nhìn, lúc đó cũng hơi sượng sượng đơ đơ. Anh hỏi em tại sao lúc đó em không viện cớ, em giả bộ em điện thoại em đi ra ngoài, em né? Thì cái đó là em giống như là em nói là giống như hồi đó mình còn trẻ, mình không trẻ mà em mới có nghĩ tuổi tới những cái chiêu không đó, không có, dạ, không có xử lý giải quyết đúng tình huống rồi, tức là thế như mình bị đơ, cái giống như mình bị scale luôn chị, giống như là gặp chị chà không biết đường nào. Đó, giống như rối á, giống như là chết rồi, kiểu này sao đây, là mình mới chưa kịp gì là bà cái hát cũng có 1-2 bài đã xong rồi thôi, rồi cũng tức là lúc đó mình cứ mong hát cho lẹ cho đi, để mình có tiết mục khác, chứ kiểu này chết rồi, kiểu đơ còn quất thêm bài trữ tình nữa. Thì đó, nhưng mà đêm đó làm sao, có nhắn tin gì không sau đêm đó? Thì em về em có cảm thấy nó khó chịu trong người, có một chút ân hận hay áy náy gì không? Không, em chỉ thấy sượng thôi, tại hồi xưa mình trẻ, mình còn đối với em lúc đó thật sự là chút cũng nói cũng đúng, là hồi xưa là đối với em lúc đó em đang hot, thì lúc đó em cảm giác giống như là chút thì có cái mẫu người phụ nữ của gia đình, nên là lúc gì cũng hay nói là anh ơi, tính toán sao, là sắp rửa rồi ra mắt ba mẹ em rồi, chừng nào mình đám cưới thì sẽ, em không thích, em chưa muốn, em nghĩ là không có, mình đang vậy, đang ok vậy, tự nhiên không lẽ bây giờ đi gắn liền với từ từ, nên là em không có cam tâm, em cũng muốn tìm hiểu thêm những cái khía cạnh khác, nhiều người phụ nữ khác nữa coi như thế nào. Mình không, anh em không nghĩ được rằng là không lẽ gì tự nhiên giờ đi đám cưới luôn à? Chị hiểu cái tâm đó, trạng cái đó kiểu mà như vậy. Nhưng mà tới lúc nào thì em quyết định là em quay trở lại với đó. Em sau khi mà chia tay chút, cái không phải là nói chia tay, nhưng mà nó giống như là để ngỏ vậy đó, là lúc đó em quen dữ dội luôn á. Em quen mà em toàn là, anh thường biết rồi, em cái tính em thì nó cũng là vô tư, trong giới là như là giới thiệu em thằng Đạt nó vô tư lắm, không suy nghĩ gì đâu. Là em dắt em đi chơi với người kia toàn là dắt vô chỗ quen không, toàn là đi chỗ rần là tại em không có suy nghĩ. Tức là em ví dụ em thích chăm ba phải không, là em đi cứ vô chăm ba Nam Quan là em đi đó, coi hài hay gì dắt đi ăn uống những cái quán nhiều khi, tức là những cái nơi mà ảnh từng đi đó. Với em là ảnh đi với mấy cô tại vì đó, vì ổng chỉ biết những cái chỗ đó thôi, thì đó em chứ ổng không có khám phá gì vậy đó. Và đến khi mà anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em hát là đúng không, là sau đó là chắc đâu dám vô chăm ba nữa đúng không? Gần như là dạ lúc đó bị ám ảnh luôn. Không, lúc đó là bị sượng, là lúc sau là em cũng vô ba nữa, em cũng thích cho ba lắm, em vô nữa, nhưng mà em cũng giống như chị Vân này, coi kỹ, coi bản tên đàng hoàng, coi có cái ca sĩ đó hay là không, thì thường lúc sau là không bao giờ gặp nữa đúng không? Rồi đến bao lâu rồi thì Đạt đó thì quay về? Đương nói cái chuyện là lúc khoảng nào mấy thì tháng em quay về? Mấy tháng, khoảng 2-3 tháng, tức là em quen, giống như em có cảm giác là em đi quen, em quen rất là nhiều người mẫu luôn. Xong đó em giống như em cảm thấy là nó chỉ là ở mức độ bình thường thôi, em không cảm thấy gì hết. Đó, sau đó em bắt đầu em mới nghĩ lại chút nè, em nói tại vì chút là người của gia đình, cái đó em mới từ em tới, là lúc đầu em qua nhà em mua chè rồi thôi à. Đó, tự nhiên em đi qua cái đó nè, mấy chị em ăn đi, rồi sau em đi. Lúc đó em cũng còn sượng, mặc dù em cũng muốn quay lại rồi, nhưng mà em cũng còn hơi sượng. Cũng may mắn cho em á là em quen rất là nhiều, nhưng mà em không có đi xa quá giới hạn. Ví dụ em nói mà lúc đó nếu mà em đi quá giới hạn với một người nào đó là ví dụ như đi tầm 7 đó, là rất là khó gỡ, rất là khó có thể dứt ra người ta, thì người ta nói anh này trách nhiệm tôi lum ra là làm sao. Là cái giai đoạn đó em cũng là một ca sĩ nổi tiếng nữa, thành ra là báo chí cũng rất là quan tâm, nếu mà có chuyện gì cũng rất là khó đúng không? Dạ đó, nhưng mà thật ra mà nói là cái điều gì ở Trúc mà khiến cho em cảm thấy là Trúc quan trọng và nổi bật hơn tất cả những cái mối tình mà em quen qua lại như vậy? Em nghĩ cái bà này á là có một cái gọi là nó có cảm giác gia đình hơn, yên ổn đó em. Đúng là yên ổn á, tức là ví dụ mình có đi tìm ra, nhưng mà cái bà này có cái cảm giác tạo cho mình giống như là cái thân thuộc kiểu gia đình. Với lại bà này đó, bà có cái chiêu rất là hay, là khi mà bà rất là thân với mẹ em, mẹ em rất là thích bà nha, đi chơi rất là gì, nên là em
cũng thứ nhất là vừa thích bả là có cái cảm giác gia đình rồi, mà còn được bà mẹ mình mẹ tác động vô nữa. Bà mẹ bả rất thích bà này luôn, đi đâu bả cũng rủ, mặc dù hai đứa không có quen nữa nhưng mà bả đi đâu bả cũng rủ bà này đi. Rồi xong rồi đó. Nên là bà mẹ cũng có tác động rất là nhiều. Nên là với lại cái hai là em đi ra ngoài em chơi thì em cũng cảm thấy là cũng mình cũng đi rồi, đi quen rất nhiều mà cảm thấy nó cũng bình thường, không thấy gì hết. Không có gì nổi trội như mấy người con gái khác thì cũng đi chơi thì cũng rủ ăn uống rồi cũng đi disco thì cũng vậy bình thường. Mà mấy lần như mang chè qua thì đến bao lâu thì mới quay trở lại? Là Trúc nè, ăn tôi cho Trúc nè, cái thời điểm mà lúc mà bạn đi là chắc chắn là em buồn dữ lắm đúng không? Dạ, buồn, em suy sụp kinh khủng luôn. Các anh chị đồng nghiệp trong nhóm nó có Y2K là luôn luôn bên cạnh túc trực mà cũng gọi là động viên em kinh khủng. Chứ không mà suy sụp dữ lắm. Em suy sụp dữ lắm luôn á. Giai đoạn đó là các anh chị đồng nghiệp mà thân thương á, tức là động viên kinh khủng. Không có muốn em ở nhà mà em lại không muốn đi ra đường. Mà họ cứ kêu thôi đi ra đường đi, đi ra đường cho thoải mái chứ ở nhà riết. Tại vì ngay thời điểm đó là em từng có cái suy nghĩ là em tự vẫn. Em suy nghĩ tới vấn đề là em tự tử. Dạ vâng, em tiêu cực như vậy luôn á. Mà tại vì mọi thứ với em gần như là nó không còn cái gì nữa, nó suy sụp quá rồi. Em nghĩ tới vấn đề đó. Chị biết lúc đó ngày xưa em đi hát á, nhỏ xíu xíu rồi, nhỏ con lắm, em chừng 40-41kg thôi. Mà cái giai đoạn đó trong mấy tháng đó là không có cái gì mà đúng là phụ nữ mình không có cái gì mà nó mau tiều tụy và suy sụp bằng cái vấn đề về tinh thần tình cảm. Lúc đó em xuống ký em còn có 30-mấy kg. Em ốm mà tới đến nỗi mà em đi diễn mà hả các anh chị quở quá trời, nó ốm quá nhỏ quá sao vậy cố gắng lên vậy đó. Mà em đâu có ăn được đâu chị. Tới dọn mâm cơm ra là em nước mắt chan cơm á. Em nghẹn ngào. Đó là cái thật sự mà cái giai đoạn khủng khiếp nhất trong cái cuộc đời của em. Từ cái lúc em yêu ảnh cho đến bây giờ, đó là cái giai đoạn khủng khiếp nhất đối với em. Nước mắt chan cơm là có thật. Nói ra nếu như ai chưa từng trải qua sẽ không có biết cái cảm giác đó. Nó cứ nghẹn ngay cổ. Nó nghẹn không cứ nghĩ tới là nghẹn dữ lắm luôn á. Mà anh Đạt cứ lâu lâu một cái gì đó mua bịch chè tới, hoặc là lâu lâu cái gõ cửa cái mua cái này cái kia tới. Mấy đứa em mỗi lần thấy anh Đạt mừng lắm, nhất là con bé em ở nhà giúp việc á. Chị ơi anh Đạt tới mà mừng lắm, tại vì thấy em ở nhà quá suy sụp mà chờ đợi tin nhắn. Nhưng mà những lúc đó thì em sao, cái em nhận chè hay là nhận những cái em không ra nhận luôn chị. Tức là khi mà ảnh đứng trước mặt em là em chỉ nhìn thôi, rồi cái con bé em chạy ra là lấy đồ, rồi cái lấy chè đồ này nọ, ổng có không nói gì luôn. Chị đừng nói về cái cảm giác của em đó, ổng có vui không? Em vui chị, em vui, em vui mà vui giận. Rất vui, rất là vui. Cái cảm giác nó khó tả lắm, tức là mình vừa bất ngờ, mình vừa rất là vui, nhưng mà nó lại cũng bồn chồn, gọi là mình bị nghẹn tức tưởi á. Em có hy vọng là, tức là em có hy vọng là ảnh sẽ quay về không? Có chị, tại em luôn luôn hy vọng. Em nói em biết là ảnh sẽ phải có nhiều sự lựa chọn, bởi vì không thể nào cái tuổi như thế này và với cái đường tương lai của ảnh quá rộng mở mà ảnh lại chịu dừng chân đến với mình. Mình phải chấp nhận thôi. Nếu mình thật sự cái tình yêu của mình đủ lớn thì mình sẽ đủ cái thời gian chờ đợi. Cho nên là rồi, sau mấy lần đó. Rồi cái ngày mà ảnh bắt đầu chính thức quay lại với em á, em kể cái ngày có nói không? Dạ em, có anh nhắn tin Trúc nó kể cái ngày đó em. Ừ. Anh cũng đang muốn nghe nè, trời ơi. Dạ. Tức là cái sau cái giai đoạn ảnh lui tới đó, mà anh này ông ác với em lắm. Đôi khi đi chơi với các bạn khác, điện thoại hết tiền, nhắn tin cho em nạp cạc cho anh. Mà em cũng nạp. Em vẫn nạp cạc cho ảnh luôn. Trời, mà mình cứ hy vọng là nạp xong rồi gọi cho mình, không gọi đâu anh, mà em biết là đang đi chơi với mấy cô khác đó. Mỗi lần nhắn tin cho mình là nạp cạc. Không luôn, không có phải là nhiều, tức là đôi khi có một vài lần gì đó thôi. Dạ. Rồi sao nè? Rồi sau cái ảnh lại, cái hôm đó em lại nhận cái tin nhắn, ảnh mới nói là ảnh sai rồi. Bây giờ em có thể cho anh một cái lần cơ hội để anh sửa chữa hay không? Ảnh nói với em như vậy thì anh thật sự khi đọc được cái tin đó em rất là mừng luôn. Mừng mà run cầm cái điện thoại mà không biết sao, thì nói là em vẫn luôn chờ đợi anh. Cái đó em nhắn với ảnh, em vẫn luôn, đến bây giờ em vẫn luôn chờ đợi anh. Anh có thể, anh bất cứ lúc nào cũng có thể quay đi lại nhà em. Dạ, quay về như vậy. Thế là buổi tối hôm đó là ảnh hẹn em, ảnh nói vậy tối nay mình đi chơi nha. Về luôn đó, tối về luôn. Về luôn. Thế là tối hẹn với nhau ở vũ trường Phương Đông á. Thì ảnh với mẹ ảnh cùng lại đón em đi chơi luôn. Mà ác lắm chị, hôm đó hai đứa em cũng không hiểu sao cái cô chân dài đó lại biết hai đứa em lại vào cái vũ trường đó. Thế hai đứa đang nhảy ở ngoài, đang disco đồ này nọ, cái tự nhiên có một cô gái xuất hiện đeo kính râm mà đứng, mà tự nhiên em thấy cái phản ứng của chồng em tự nhiên ổng bị đơ đơ. Cái em mới hỏi nhỏ, phải người phụ nữ đó không?
Cái ổng gật đầu. Cái thì em mới nói thôi em không muốn anh khó xử, thôi hai đứa mình đừng nhảy nữa, vào đi. Thì vào trong cái quầy, cái bàn của mẹ đang ngồi đó, cái cô đó vẫn cứ nhắn tin và thế này thế kia, muốn ông này phải như thế nào đó em cũng không biết. Thì em cảm thấy cái vấn đề ngay tại thời điểm đó căng thẳng quá, thì hai đứa em nói thôi hai đứa mình về, xin phép má về trước đi, hai đứa mình đi ăn. Hai đứa đi dạo vòng xong mà cũng được đi ăn, thì là ngay cái lúc ngồi ăn đó chị, là cái cô đó gọi điện liên tục, nhắn tin liên tục luôn là em đang ở đây, anh phải đến, nếu anh không đến là em sẽ đợi đến sáng. Em đợi, em ở đây đến khi nào anh đến. Mà em nói điện thoại gọi liên tục hết số này đến số kia luôn á anh. Thì ngay lúc đó thì em mới nói anh nên giải quyết rõ ràng, bởi vì theo em thôi, anh đi hay không đó là cái sự lựa chọn của anh. Nhưng mà theo em thì ngay thời điểm này cô ấy đang không tỉnh táo, cô ấy đang say và đang ở